bạn à, hôm nay anh em mình tiếp tục trong đám kinh 25, giờ đang lên hai chiếc luôn anh em, 825 với 920, giờ cộng đang lên. Mưa đi quá nặng luôn anh ơi. Ngược chiều nắng hơi tối các bạn. Đi nó theo xe nó ngược chiều anh á. Rồi, tới kênh luôn rồi, tới dốc kênh các bạn. Giờ 825 vô lấy bát 2. Mấy người bắt đầu lên dốc kênh nha anh em. Dốc kênh này cao dữ dằn lắm. Giờ 825 bị sụp lại rồi các bạn. 1-0 bị sụp rồi. Rồi 920 lên bờ kênh an toàn các bạn. Ở 825 này vô 1-0 sụp luôn nè các bạn. Đi không nổi luôn rồi. Đi 1-0 nó sụp, dòng đất nó sụp quá các bạn. Giờ gỡ mọt ra vô hỗ trợ chiếc 825 nè. 825 đi vô chưa lấy cũ được, đi 1-0 dính ngay góc bờ các bạn. Sụp ngay góc bờ. 1-0 luôn rồi. Giờ 90 gia đích vô hỗ trợ phụ. Quá sâu rồi, 1-0 mà quá trời sập luôn anh em. Dùng đất này quá dữ rồi. Tám hay năm bắt đầu tới nha anh. Cho an toàn anh em. Dùng đất này nãy 825 vô 1-0 nó sụp. Giờ mà anh em dẫn đi cho an toàn, nó không đầy mấy, cỡ chừng 5 tấn anh. 5 tấn hơn cái tỉnh này. Mình phải dẫn đi. Quá sâu luôn, cắt sâu quá.
Rồi tới bờ kênh luôn anh em ơi. 20 lên trước nè nè, tháo ra. Rồi chiếc cám 25 tự lên dốc kênh này nó hơi hẹp. Làm bắt đầu lên dốc kênh nha nè. Rồi cám 25 bắt đầu lên dốc kênh nha nè. Rồi lên dốc an toàn. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.